Hi, xin chào mọi người nha. Hôm nay rất là vui. Xe này chuẩn bị lăn bánh về Đà Lạt, Lâm Đồng ha. Tháng này thì Trang bán được 3 chiếc Đà Lạt, toàn là khách Đà Lạt không à. Xin cảm ơn anh Cảnh và xin phép anh Cảnh cho Trang quay tí xíu ha. Chiếc xe rất là đẹp, Trang bị full option, có phim cách nhiệt 3 em bảo hành 10 năm, có lót thùng cao cấp của Thái Lan và cái nắp thùng Cariboy thùng Thái Lan luôn ha. Nhìn rất là chắc chắn và nhìn rất là đẹp. Rồi camera hành trình, lót sàn rất là đầy đủ ha. Xe về chỉ chạy thôi. Cái giá lăn bánh của xe này là 780 triệu nha. Đã xong xuôi tại thời điểm này. 25 tháng 1 năm 2021. Xe này thì anh Cảnh rất là may mắn, đi khắp rồi không có chỗ nào có xe thì gọi điện cho Trang và sẵn có chiếc xe giao ngay, và anh Cảnh đã làm rất là nhanh lẹ ha, làm trong vòng vài hôm là đã có xe chạy rồi. Đây, tối nay xe sẽ lên Đà Lạt Lâm Đồng nha. Anh Cảnh anh ở Đức Trọng. Đây camera yeah. Xe Ranger màu xanh mới rất là hot ha. Phiên bản này là phiên bản XLS một cầu số tự động. Hiện tại tình hình xe Ranger nhập khẩu bên Thái Lan rất là khan hiếm nha. Quay cho mọi người cùng xem ha. Cái lót sàn cao cấp 5D, may đường chỉ màu đỏ rất là đẹp, rất là sang trọng ha. Phim nha mọi người, phim ba em này ha, ba em màu đen. Có camera hành trình trước và sau. Đây ha, xe này rất là đẹp, màu xanh mới. Phiên bản này là phiên bản 2021. Xe xài động cơ dầu diesel, máy là 2.2, hộp số 6 cấp, hộp số tự động, mâm thì mâm 16 ha, sử dụng lốp là Dunlop rất là thương hiệu. Form 2021 này nhìn cái mặt ca lăng rất là đẹp mọi người ha. Và tiếp tục qua tuần Trang cũng giao một chiếc màu xanh này luôn. Rất là may mắn với màu xanh ha. Màu xanh nhưng mà phiên bản bản Ranger XL 2 cầu số sàn. XL 2 cầu số sàn thì dùng vào công việc là đi nông trại này, đi công trình hoặc đi rẫy ha. Cái khung gầm của cái xe này rất là chắc chắn nha mọi người, sử dụng cái thép boron á, thép chịu lực rất là cao so với những thép khác ha, cao hơn 30-40%. Cảm ơn mọi người đã xem cái video của Trang. Xe này Trang giao về Đà Lạt. Những ai ở Đà Lạt xem video của Trang thì có thể gọi điện lên cho Trang ha. Phục vụ nhiệt tình, chu đáo, thân thiện và luôn luôn làm cho khách hàng yên tâm. Cảm ơn tất cả mọi người. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của Trang nhé. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại.